Hey, what's up guys? Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì ở trong vlog ngày hôm nay, như mọi người đã đọc được tiêu đề rồi đấy, mình sẽ chia sẻ đến với mọi người một vài sản phẩm đến từ hai thương hiệu cực kỳ lớn trong giới thời trang luxury. Đó chính là Louis Vuitton và Balenciaga. Đầu tiên, đó chính là Louis Vuitton. Hay ở Việt Nam chúng ta thường bảo là đã mua rồi thì luôn luôn vui tươi đấy. À đây, mình có receipt cho mọi người luôn nhé. Để mà mọi người hay bảo mình là giày fake phải không anh, đồ fake phải không anh. Sợ lắm. Có chứng thực đầy đủ nhé. Và đối với những ai mà không biết thì Louis Vuitton không bao giờ sell. Những sản phẩm của Louis Vuitton 100% là handmade, cho nên là những cái sản phẩm của Louis Vuitton luôn luôn sold out, kể cả là nó có đắt đến cỡ mấy đi chăng nữa. Và đối với những sản phẩm collab á, 100% phải mua resell rồi. Thì đầu tiên đó chính là một chiếc vòng cổ đến từ thương hiệu Louis Vuitton, một chiếc necklace. Thì cách mở rất là đơn giản, kéo ra đây, kéo ra một túi vải này dòng chữ LV ở trên đây. Và chúng ta cũng đến vật chính đầu tiên nào. Kệ, đây là một chiếc necklace, monogram chain necklace của LV. Thì đối với những ai chưa hiểu từ monogram nghĩa là gì, thì monogram có nghĩa là lấy những chữ cái trong tên của thương hiệu và lồng ghép lại với nhau, giống như chữ L và chữ V của Louis Vuitton ghép lại thành hình LV, LV đấy. Và ở trên từng cái mắt xích, trên từng cái mặt của chiếc vòng cổ này đều được dập lên họa tiết của LV cực kỳ tinh xảo và chi tiết. Như mình nói hồi nãy, 100% là handmade. Mặc dù là có rất là nhiều thương hiệu khác nhau có cùng thiết kế theo kiểu, để mình đeo cho mọi người cùng xem nhé. Thì đeo thì chúng ta rất là đơn giản thôi, như những chiếc vòng cổ bình thường, có một cái móc ở đây và chúng ta chỉ cần đeo như vậy. Đấy, như thế thôi, chúng ta đã có một chiếc vòng cổ cực kỳ đẹp của LV. Thật sự mà nói là bản thân mình đeo chiếc vòng này không đẹp lắm, bởi vì mình hơi to. Đối với những bạn nào mà theo cái style hip hop, mấy anh rapper da đen ấy, thì đeo chiếc vòng này lên cực kỳ là chiến luôn, thật sự. Và mình có một bức ảnh của mình ở đây, thì mình phối một chiếc layer tee với cả một chiếc flannel. Thì theo mình suy nghĩ, nếu mà chúng ta đeo những chiếc vòng kiểu như vậy thì lên thì sẽ làm nổi bật được chiếc vòng hơn rất là nhiều đấy. Thật sự khi mà mình cầm trên tay chiếc vòng này, mình thấy mát lạnh. Một chiếc dây chuyền bạc rất mát lạnh và rất là sang nữa. Và bên cạnh chiếc vòng cổ, chúng ta có một chiếc vòng tay đi cùng với chiếc vòng cổ này, đi cho có cặp, là chiếc vòng tay của LV. Thì mình sẽ cố gắng zoom cho mọi người xem nhé. Và đây là chiếc vòng tay của LV, cũng được dập lên với một thiết kế monogram cực kỳ tinh xảo và rất là đẹp. Hai bên đây chúng ta nhìn cực kỳ là chất trời người rơi luôn. Chiếc vòng này được thiết kế, được làm một cách cực kỳ đẹp và cực kỳ chắc tay. Thì mình sợ là mặt sau sẽ không ai thấy ấy. Thì mặt sau chúng ta có chữ LV, Louis Vuitton, Paris và Made in Italia. Về cái khóa, đây, cái khóa của chúng ta cũng có được dập thiết kế của LV ở trên đây luôn. Thì khi mà đeo á, thì sẽ khác một chút. Chúng ta sẽ cắm hai đầu lại với nhau. Đó. Khi mà mình lần đầu mà đeo vào cắm vậy á, nó cực kỳ là cứng và cực kỳ là chắc luôn. Mình nhiều khi mình nghĩ là mình mở sai, mình sợ bị gãy á. Nhưng không phải. Do nó thiết kế như thế để chúng ta mang trong thời gian dài á, nó sẽ mòn dần và càng ngày càng dễ gắn ra tháo vô ấy. Thật sự mà nói là những cái móc khóa của LV mình nghĩ rằng đeo chục năm sau cũng chưa chắc là hư nữa. Và mọi người thấy sao? Chiếc vòng tay này và chiếc vòng cổ này rất là hợp với nhau đúng không? Mặc dù là có một chiếc vòng tay có thiết kế y chang như chiếc vòng cổ, nhưng mà thay đổi một chút thì nó cũng không giảm độ luxury nó đâu nhỉ? Ok, và một chiếc hộp, một sản phẩm cuối cùng của LV. Chiếc hộp khá là khác, nó là hình chữ nhật, không phải là hình vuông như hai chiếc hộp kia. Cũng là sản phẩm đắt nhất trong tất cả những sản phẩm mình sẽ review và đã review. Một chiếc vòng tay khác nữa, chiếc bracelet. Và bên trong này chúng ta có một cái tờ giấy để mình cùng mọi người xem nhé. Trong này chúng ta ghi là bạn đã vừa mới mua sản phẩm của LV, cảm ơn vì sự lựa chọn của bạn. Những sản phẩm thời trang, jewelry, trang sức của chúng tôi hoàn toàn là handmade. Giữ cái sản phẩm của LV càng lâu càng dài thì chúng tôi càng appreciate nhiều hơn. Mình sẽ đi từ trái sang phải nhé. Ok, thì đầu tiên chúng ta cùng đến với phần móc khóa ở trên cùng, được dập lên họa tiết monogram cực kỳ đẹp luôn. Xuống dưới đây chúng ta có chiếc vòng bạc và có màu sắc là màu hồng và màu xanh nước biển. Vị trí ở đây thì chúng ta có một họa tiết đính đá nhìn cực kỳ tinh xảo và chắc chắn 100% là handcraft, cực
kỳ tinh tế. Xuống một chút chúng ta chuyển qua dây xích màu vàng, và màu vàng được dập lên thiết kế monogram nhìn rất là chiến. Xuống một chút xíu nữa là một màu xanh ngọc bích, hay có thể chúng ta gọi là cyan, không phải cyan đâu. Xuống một chút đá được đính lên pha lê rất là đẹp, lại là một chút xíu màu vàng và được dập lên monogram cực đẹp. Thì chúng ta lại quay trở lại với màu sắc, và cuối cùng kết thúc bằng một chiếc vòng màu vàng. Và bên cạnh đấy chúng ta còn có thiết kế không phải dập lên mà là được đính lên thì rất là đẹp. Và móc khóa cuối cùng cũng thế, thật sự nhìn cực kỳ là sang trọng luôn. Đối với những ai mà sử dụng chiếc vòng này để mà đi tiệc thì thôi rồi, những cái ánh đèn nó sẽ làm cho chiếc vòng nổi bật lên. Thứ nhất là màu sắc xen kẽ nhau, màu bạc và màu vàng là hai màu cực kỳ sang trọng trong trang sức. Bên cạnh đó những chiếc đá pha lê sẽ làm cho nó nổi bật, làm cho người khác chỉ cần nhìn, chỉ cần sử dụng điện thoại hay là bắt tay thì sẽ nhìn ra ngay được chiếc vòng của LV. Và chúng ta nếu mà mang nó vào buổi sáng đi chơi, ánh nắng chiếu vào thì còn rõ hơn nữa. Tiếc rằng là đây là thiết kế từ năm 2019 rồi, nó hơi cũ một chút xíu nhưng mà không sao, vẫn đẹp là được. Chúng ta không phải là những người chạy theo xu hướng, chạy theo những cái season mới nhất như sếp, quá là chất trời luôn. Khi mà mình review những món đồ này, mình cầm nó rất là nhẹ nhàng và rất là nâng niu. Mình cực sợ nó mà rớt một cái là mình không biết tiền đâu mà đền ấy. Và móc khóa đây cũng thế, giống như chiếc vòng cổ, chúng ta cũng có đồ móc đeo vào. Thì chiếc vòng này đối với mình là size hơi to. Theo như mình cảm nhận, đây là ý kiến riêng của mình thôi, đối với mình thì khi mà chúng ta đeo những chiếc trang sức, vòng cổ thì mình không nói, nhưng mà vòng tay thì mình thích nó vừa vặn hoặc là rộng hơn một chút xíu để mà chúng ta có vị trí chúng ta đeo đồng hồ chung với nó, nhìn sức cực chất. Nhưng mà chiếc vòng này thì chúng ta bề mặt của nó cũng khá là to, một bên là đồng hồ và một bên là trang sức thì sẽ rất là đẹp hơn rất là nhiều đấy. Thì theo mình thấy, mình search Google trên Louis Vuitton website đã sold out tất cả rồi, không còn sản phẩm nào còn hàng hết. Theo mình thấy thì chiếc vòng này ông anh mình mua là chiếc sản phẩm cuối cùng, chiếc vòng cuối cùng. Nó có khá là nhiều phối màu khác nhau, nhưng mà đây là mình thấy phối màu đẹp nhất, màu vàng xen kẽ với màu cam. Bên cạnh đó những viên đá xen kẽ với cả thiết kế màu sắc monogram và cả màu sắc xanh nước biển. Thì theo mình thấy đây là màu sắc của Guardian Galaxy ấy, màu sắc khá là chill. Thì mình sẽ không tiết lộ giá trị của những sản phẩm này, nếu mà ai muốn sẽ để tên và link sản phẩm bên dưới cho mọi người tham khảo thôi, dù gì nó cũng đã sold out hết rồi. Và chúng ta sẽ cùng đến giới thiệu thứ hai và cũng là sản phẩm cuối cùng, đó chính là Balenciaga. Yeah. Thì một đôi Balenciaga Triple S với một cái hộp cực kỳ to luôn, thực sự mà nó là còn to hơn cả những cái hộp giày mình từng thấy trước đây ấy. Và việc luôn. Thì mặt trên nắp hộp chúng ta có dòng chữ Balenciaga, và mặt bên đây tem size giày và tất cả mọi thứ thông tin về giày cho mọi người cũng biết. Vì đôi giày này mình mua của seller cho nên là nó sẽ hơi cũ một tí và hơi nát. Bên trong đây chúng ta có một cái dust bag màu xám giống như cái hộp giày, có chữ Balenciaga trên đây. Thì bây giờ khá là nhiều thương hiệu luxury sử dụng những cái dust bag, ví dụ như là Versemont hay là Balenciaga nào, Saint Laurent cũng thế. Mình không biết là Balen có keo hay không mà chỉ cho một túi dust bag à, thế làm sao để được giày vừa ta, hoặc chắc là thiếu ấy. Ok, chúng ta sẽ cùng đi chi tiết vào đôi giày này nhé. Thì chúng ta có một cặp lace thay thế ở đây. Ok, như thường lệ mình sẽ đi từ dưới lên trên. Đầu tiên là ở phần đế giày, chúng ta có dòng chữ Balenciaga trên đế giày ngay đây, cực kỳ to và dễ nhìn luôn. Sorry nha, mình để ánh đèn sáng một chút, tại vì mình muốn nói một điều thú vị của đôi giày này ấy. Biết là đôi giày này là Triple S, và cũng có thể gọi là Triple đen, đen thì đó nít mà. Đầu tiên chúng ta có thể thấy rằng là lớp đế siêu dày và rất là lộn trộm, lên xuống, nhìn rất là military. Mình theo mình đếm được á, là có tất cả là 3 lớp. Một lớp này, một lớp Air của Nike, một lớp cùng trên này. Và nó sẽ giúp mọi người cao thêm 5 phân. Như bạn nào mà lùn á, mang cái này là auto cô được gái. Và ở đây nó có những mình không hiểu ngụ ý của nhà sản xuất như thế nào. Bởi vì có những cái khe hở ở đây và ở đây. Thật sự luôn, nó cực kỳ khó vệ sinh ấy, đất đá rớt vào ấy. Nên giúp cho mọi người thu thập đất cát ấy, để tăng cái độ dơ của đôi giày ấy. Bởi vì overall đôi Triple S đã dơ sẵn rồi, cho nên là những ai mà tiếc tiền bỏ tiền ra mua đôi giày về để ngắm á, xin lỗi, nó dơ sẵn là bạn cứ phá nát ra đi. Và thật sự khi mà mình nhìn đôi giày này, mình nhìn thấy giống như một con cá mập, rất là ngầu, chín. Và đây là đôi giày đi đầu trong thiết kế dress shoe sau này. Và cái đế này á,
Mặc dù là nó cực kỳ giống với DE nhưng người ta gọi nó là clear sole. Clear sole là trong suốt thôi, không có gì đặc biệt đâu. Và phần đế clear sole được làm bằng nhựa, hai phần còn lại được làm bằng cao su. Tên đến phần upper được làm bằng chất liệu da và vải xen kẽ nhau, nhìn rất là tinh tế, rất là đẹp. Có nguyên dòng chữ Balenciaga trên đây luôn. Thật sự nha, không cần ghi cũng biết là Balen nữa. Ở phần mũi giày chúng ta có số 40. Số này là tượng trưng cho size giày của chúng ta. Và nhìn số 40 chắc mọi người cũng biết là mình có đôi giày từ đâu rồi đúng không nhỉ? Thì đôi giày này mình mua của Seller. Khi mà mình cầm đôi giày này lên á, không khác gì mình lên tập tạ luôn á. Bởi vì nó nặng gần 1 kg, hoặc có thể nói là hơn 1 kg luôn. Lưỡi gà của chúng ta thì có dòng chữ Triple S ở đây. Mọi người có thể thấy rằng là nó rất là giống với những cái đôi giày mà chạy bộ ấy, nhìn kiểu rất là năng động, khá là chiến. Bên trong chúng ta có tem giày, cho mọi cùng xem. Và phần bên trong giày á, nó cực kỳ là êm, bởi vì được độn rất là nhiều lớp vải. Mình bóp rất là êm luôn. Mọi người sẽ không sợ cái việc là đi bị đau chân nếu mà chúng ta mua đúng size giày của mình. Thì tí nữa mình sẽ nhắc về chọn size giày sau. Nhưng khi mà mọi người cứ nghĩ rằng là cái clear sole này giống đế E rất là êm, nhưng không, không bao giờ, đừng, mọi người đừng có tin. Vẫn thế thôi, đi vẫn rất là đau chân. Nếu mọi người đi đường dài, đi xa, đi chơi xa, mình nói thật, bỏ đôi giày này trong vali đi, đến nơi lấy ra mang, chiến vẫn chiến cực. Tiêu chuẩn cộng đồng. Sau gót chúng ta có dòng chữ Balen ở đây nè. Thú vị ghê. Và có một cái heel tag ở đây. Xe này cũng có heel tag luôn. Nhiều heel tag dữ. Và đôi giày này có khá là nhiều phối màu. Màu trắng nè, màu ngà nè, màu xanh nước biển, màu đỏ và cả màu này nữa. Bên cạnh đó có một cái màu mình cực kỳ đam mê nó luôn, cực kỳ kiểu cuồng nó luôn đó, đó chính là màu này, glow. Giống như đôi glow in the dark. Mình muốn đôi đấy cực kỳ, bởi vì khi mà mình mang nó lên người ấy, kiểu ai cũng sẽ cúi cái đầu xuống và nhìn cái đôi giày của mình, sau nó ngước lên để xem cái hàng này là ai. Phần lót bên trong thì chúng ta có thể lấy ra được. Và có, đương nhiên, thương hiệu mà, Balenciaga. Quay trở lại với chuyện hồi nãy mình nói, tại sao mình tăng độ sáng của cái đèn lên. Thứ nhất là trời tối, thứ hai là để cho mọi người thấy rõ đôi giày này hơn. Bởi vì cái thiết kế theo kiểu nó là fade từ dưới, phần đế thì nó mài đi. Màu sắc của nó đen, nhưng mà đen mà kiểu cũ, kéo lên đến phần upper là đen kịt luôn. Nhìn nó rất là thú vị, rất là chiến và rất là đẹp, rất là sang trọng nữa đấy. Mình không nghĩ rằng đôi giày này nếu mà chúng ta mang với cả vest nó sẽ hợp, tại vì nó quá là hầm hố đi. Mang giày tây sẽ hợp hơn, mặc dù chúng ta mang đôi giày này vô cũng có thể cao được thêm 5 phân một chút. Và chọn size giày, theo mình nghĩ, tại vì mình chưa có được sỏi chân vào Balenciaga bao giờ, thì chúng ta có thể nên đi true size, hoặc là half nửa size, hoặc là down nửa size tùy người. Bởi vì những đôi giày luxury chúng ta thường hay đi down nửa size. Và đôi ít vừa rồi của vlog ngày trước mình chia sẻ với mọi người là mình phải down xuống 1 size. Thật sự là mình không quá rõ về những thương hiệu giày luxury, cho nên là mình có gì mình chia sẻ với mọi người thôi. Nếu mà mọi người cảm thấy nó thiếu điều gì thì hãy comment xuống phía dưới nhé. Kể cả những sản phẩm của Louis Vuitton cũng thế. Lần đầu tiên mà, cái gì cũng có sai lầm, sai sót thôi, mong mọi người bỏ qua. Well, và đó cũng là tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong vlog ngày hôm nay. Nếu mọi người thấy vlog này hay thì hãy like, share và subscribe cho mình, để cho mình có thêm động lực để làm video nữa. Và cảm ơn mọi người xem đến cuối vlog này, và cho tôi biết. Và hẹn gặp lại mọi người trong vlog lần sau. Mình là Lê Huy và peace out.